Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, làm thế nào để nhận biết sức đề kháng của trẻ khỏe mạnh hay yếu ớt, đặc biệt thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay? Đó là câu hỏi của nhiều bậc phụ huynh ở thời điểm hiện tại. Mục thông tin sức khỏe ngày hôm nay sẽ giúp quý vị nhận biết sức đề kháng của trẻ yếu bằng những dấu hiệu sau. Hy vọng sẽ giúp quý vị và các bạn có biện pháp tăng cường sức đề kháng cho trẻ kịp thời. Trẻ hay ốm vặt. Sau khi ra đời, trẻ nhận được một lượng kháng thể miễn dịch từ sữa mẹ. Trong quá trình trẻ lớn lên, hệ miễn dịch của trẻ mới dần dần được hoàn thiện. Do vậy, trẻ em rất nhạy cảm với những thay đổi ở môi trường bên ngoài. Với những trẻ có hệ miễn dịch kém, tức là có ít khả năng đề kháng, chống lại các tác nhân gây bệnh bên ngoài thì sẽ hay bị ốm hơn. Hệ miễn dịch càng kém thì trẻ càng hay ốm. Thường gặp là trẻ dễ mắc các bệnh đường hô hấp như ho sốt, sổ mũi, viêm họng mà dân gian hay gọi là ốm vặt. Do vậy, nếu trẻ thường xuyên bị cảm cúm, ho, viêm họng thì đây là dấu hiệu cho thấy trẻ có sức đề kháng yếu khá rõ. Thậm chí khi sức đề kháng của trẻ suy giảm, trẻ còn có nguy cơ mắc các bệnh nhiễm khuẩn khác nguy hiểm hơn như là bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, lao, sốt xuất huyết. Hai, trẻ bị mất nước. Nước không chỉ quan trọng đối với sức khỏe của người lớn mà ngay cả với trẻ con, nước cũng là một thành phần không thể thiếu cần được bổ sung hàng ngày. Vì nước chiếm tới 65 thể trọng cơ thể người lớn và tới 70 đến 75% đối với trẻ nhỏ. Một trẻ có dấu hiệu mất nước hoặc không được uống đủ nước có thể là dấu hiệu cho thấy trẻ có sức đề kháng yếu. Các biểu hiện mất nước ở trẻ được nhận thấy qua tình trạng da khô, niêm mạc môi lưỡi trẻ khô, trẻ khát nước, mắt trũng, tiểu ít hơn, khi khóc không có nước mắt. Trẻ thèm đường. Trẻ thèm đường hoặc ăn quá nhiều đường ngọt là một trong những biểu hiện chứng tỏ sức đề kháng của trẻ bị yếu đi. Không chỉ vậy, việc ăn quá nhiều đường ngọt, đặc biệt là đường tinh luyện có trong nước ngọt, bánh kẹo, cũng chính là nguyên nhân khiến sức đề kháng của trẻ suy yếu thêm. Trẻ chán ăn, biếng ăn. Ăn uống là bản năng tự nhiên của con người, dù cho đó là một đứa trẻ. Bất kỳ đứa trẻ nào cũng có những món ăn ưa thích của chính mình. Trẻ cần ăn uống để lấy năng lượng cho các hoạt động cũng như xây dựng cơ thể phát triển. Nhưng nếu trẻ có một sức đề kháng kém hay mệt mỏi, dễ bị ốm thì chúng cũng không thiết ăn uống gì cả. Do đó, thấy trẻ có biểu hiện chán ăn, biếng ăn, cha mẹ cần lưu ý theo dõi xem trẻ gặp vấn đề gì, có đang mắc bệnh không để tìm ra biện pháp giải quyết phù hợp. Trẻ tiêu hóa kém. Một trong những dấu hiệu thường gặp khác ở một trẻ có sức đề kháng kém đó là trẻ tiêu hóa kém, hấp thụ kém thức ăn. Trẻ hay bị rối loạn tiêu hóa, đi ngoài phân sống. Kết quả là trẻ bị thiếu dinh dưỡng, dẫn tới còi cọc chậm phát triển. Các hoạt động thể chất và tinh thần ở trẻ cũng chậm chạp. Hệ miễn dịch của những trẻ này không được hoàn thiện đầy đủ để phòng chống lại những tác nhân gây hại cho cơ thể. Vết thương trẻ lâu lành. Theo các chuyên gia y tế, thời gian lành vết thương được xem là yếu tố đánh giá hệ miễn dịch khá chính xác. Bởi vậy, mẹ hãy để ý, nếu bé bị thương mà vết thương lâu lành thì đây có thể là dấu hiệu chứng tỏ trẻ có sức đề kháng yếu, cần nhanh chóng tăng cường đề kháng cho bé qua chế độ ăn uống và các biện pháp khác. Trẻ có khả năng chịu đựng kém. Khi trẻ luôn mệt mỏi, không có năng lượng để hoạt động, hoặc trẻ không hào hứng tham gia các hoạt động vui chơi thể chất như các trẻ khác. Thay vào đó, trông trẻ lúc nào cũng cảm giác bơ phờ, đờ đẫn và thèm ngủ trong ngày là biểu hiện khác của tình trạng sức đề kháng yếu. Làm sao để cải thiện hệ miễn dịch của trẻ? Cho trẻ bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời và kéo dài tới 2 tuổi. Ở những trẻ lớn hơn, cần có một chế độ dinh dưỡng hợp lý. Nên tăng cường cho trẻ ăn rau xanh và hoa quả tươi để bổ sung vitamin và khoáng chất tốt cho hệ miễn dịch. Tránh cho trẻ tiêu thụ các thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn chiên rán nhiều dầu mỡ. Hoặc các đồ ăn ngọt, bánh kẹo, nước ngọt cũng cần được hạn chế tối đa. Bởi vì nghiên cứu cho thấy thức ăn có hàm lượng đường và chất béo cao sẽ làm suy giảm khả năng bảo vệ cơ thể khỏi các vi khuẩn gây hại. Quý vị và các bạn thân mến, những lời khuyên của bác sĩ đối với người cao tuổi trong khi đại dịch COVID-19 đang hoành hành sẽ là nội dung trong một thông tin sức khỏe ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.